Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Techland. Mình là Vũ Hoàng. Marshall nổi lên như một hãng âm thanh quốc dân nhờ thiết kế độc đáo, chất âm sôi động cùng nhiều công nghệ hiện đại. Mới gần đây thôi, hãng đã cho ra mắt hai mẫu loa Bluetooth mới là Wieland 2 và Emberton 3. Cả hai đều mang đậm phong cách của Marshall và cải thiện thêm nhiều điểm độc đáo mới, giúp tăng trải nghiệm người dùng. Trước khi đi vào review chi tiết, các bạn hãy lưu ý nhiều sản phẩm Marshall đều xuất hiện rất nhiều phiên bản pha ke. Do đó hãy tin tưởng và lựa chọn những đại lý phân phối chính thống để mua hàng và sở hữu ngay những sản phẩm có tem ASH chính hãng về cho mình nha. Còn bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem những mẫu loa này có gì thú vị. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về thiết kế. Như các bạn có thể thấy, cả Wieland 2 và Emberton 3 đều giữ nguyên phong cách cổ điển đặc trưng của Marshall với lớp vỏ giả da sang trọng, ê căng đan chéo, logo vàng nổi bật và cấu trúc cực kỳ chắc chắn. Nhìn thoáng qua, chúng ta khó có thể nhận thấy những điểm cải tiến đáng kể, nhưng phải nói rằng ở phiên bản mới này thì cả hai mẫu loa đã rất chú trọng vào các tiểu tiết. Sự thay đổi đầu tiên là ở logo Marshall, không còn là logo kim loại và lồi ra so với mặt ê căng. Giờ đây, biểu tượng Marshall huyền thoại được ép phẳng hơn, do đó người dùng sẽ không phải lo tình trạng chảy xước logo khiến loa bớt tính thẩm mỹ về lâu dài. Tiếp theo, sự nâng cấp mà mình đánh giá tương đối cần thiết chính là các nút điều khiển ở phía mặt trên. Giờ đây, người dùng không cần phải loay hoay tìm nút bật loa ở đâu vì đã có ngay một nút bật tắt riêng biệt thay vì tích hợp tất cả vào nút Action Button ở ngay giữa. Ngoài ra thì phần nút điều khiển cũng được tinh chỉnh nhẹ các thiết kế lặt vặt như biểu tượng cột pin nổi bật hơn hay nút báo hiệu microphone được thêm mới vào. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được những thay đổi dù nhỏ nhưng tất cả đều nhắm tới mục đích quan trọng nhất chính là nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng. Rất hợp lý và thiết thực, đúng không nào? Còn khi đánh giá từng mẫu riêng biệt, với mẫu Wieland 2, sản phẩm có kích thước nhỏ gọn hơn, lý tưởng cho những chuyến đi xa. Điểm cộng của Wieland cũng chính là ở dây đeo cài rất chắc chắn và tiện lợi khi bạn muốn treo nó ở những nơi khác nhau, nhờ vào dây buộc tích hợp. Wieland 2 thực sự rất linh hoạt, dễ dàng bỏ vào túi hoặc ba lô hay thậm chí treo vào xe đạp. Hơn nữa, sản phẩm cũng sẽ đóng vai trò như một món phụ kiện cực kỳ sành điệu và nổi bật dành cho bạn. Còn với Emberton 3, sở hữu kích thước lớn hơn một chút, vẫn mang đến cảm giác bền bỉ, chắc chắn. Thiết kế hình chữ nhật thân thuộc và khối lượng vừa phải làm cho nó phù hợp khi đặt trong nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách cho đến các bữa tiệc ngoài trời. Đặc biệt ở phiên bản mới này thì hãng cũng đã nâng cấp thêm một phần móc treo loa ở phía góc của Emberton. Do không có dây đi kèm nên người dùng có thể thỏa thích custom dây móc sao cho phù hợp với phong cách bản thân và khiến mẫu Emberton của bạn trở nên khác biệt. Quay lại với những điểm chung thì cả hai loa đều được trang bị khả năng chống bụi và nước IP67 như phiên bản cũ. Nghĩa là chúng ta có thể thoải mái mang theo chúng đến bãi biển hay hồ bơi mà không cần lo lắng. Ngoài ra, Marshall cũng đang nỗ lực hướng tới sự bền vững bằng việc sản xuất cả hai chiếc loa này đều bằng nhựa tái chế. Đây là một bước tiến quan trọng, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa giữ được chất lượng của sản phẩm cho ra. Đó là về các điểm nổi bật ở ngoại hình. Vậy về phần nghe, hai mẫu loa này thể hiện ra sao? Hãy cùng bàn tới phần chất âm nha. Điểm nhấn quan trọng nhất khi nói về chất âm chính là việc Marshall luôn nổi tiếng với chất âm rõ ràng và mạnh mẽ. Cả Wieland 2 và Emberton 3 đều không ngoại lệ. Wieland 2 cho thấy khả năng tái tạo âm thanh ấn tượng trong một thiết kế nhỏ gọn với bộ tản nhiệt thụ động 2 inch, công suất 10W, mang lại âm bass dày dặn và âm cao rõ ràng. Giải tần số đáp ứng đa dạng giúp Wieland 2 duy trì chất âm cân bằng và không bị méo tiếng ở các mức âm lượng cao. Loa này có khả năng tái hiện âm thanh rõ nét ngay cả khi bật nhỏ. Điều này làm cho nó phù hợp để nghe nhạc trong các không gian yên tĩnh. Còn với Emberton 3, công nghệ True Stereophonic lần đầu xuất hiện ở những dòng cỡ nhỏ như Emberton, mang đến một trải nghiệm âm thanh khác biệt. Âm thanh từ Emberton 3 lan tỏa 360 độ, khiến cho trải nghiệm âm nhạc không chỉ giới hạn ở một hướng mà bao phủ toàn bộ không gian. Âm trầm của Emberton 3 là một điểm cộng lớn mà Techland đánh giá cao nhờ tích hợp củ loa lớn hơn so với phiên bản cũ. Âm trầm cho ra mạnh ở khả năng tái tạo âm thanh rộng và chi tiết, đồng thời tạo cảm giác có nhiều năng lượng hơn. Như vậy, cả hai loa đều thể hiện sự nâng cấp trong chất âm. Tuy nhiên, trải nghiệm nghe nhạc của mỗi người đều có sự khác biệt. Do đó, để có được trải nghiệm tốt nhất thì không gì bằng việc đến ngay Techland tại 39 Tràng Thi để tự mình đánh giá trực tiếp. Còn đối với các bạn chưa có cơ hội đến trải nghiệm, mình cũng sẽ gắn thêm bản sao test ngắn để các bạn hình dung được chất âm. Mời các bạn cùng thưởng thức. Yeah,
the show and it's cold in the scissor. Go in the mode with them hoes like the lizards. Low G will flow em lại bầu như ngày sinh nhật. Last fight the link, let them know we that. Ooh, shawty wanna be like me, 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 shawty wanna hit with me. I'm count 1, 2, 3, you're gonna dance with me. So fuck your energy. The scissor go in the mode with them hoes like the lizards. Low G will flow em like bầu như ngày sinh nhật. Last fight the link, let them know we that. Ooh, shawty wanna be like me, 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 shawty wanna hit with me. I'm count 1, 2, 3, you're gonna dance with me. So fuck your energy. Ở mục cuối cùng này, hãy đánh giá qua về thời lượng pin. Cả WeLand 2 và Emberton 3 đều được nâng cấp thời lượng pin thêm 2 giờ so với bản cũ. Thông số mình sẽ để trên màn hình giúp các bạn tiện theo dõi. Ngoài ra, cả hai loa đều hỗ trợ sạc nhanh, chỉ mất vài giờ để sạc đầy và sử dụng tiếp. Đảm bảo bạn có thể thưởng thức âm nhạc trong những chuyến dã ngoại dài mà không cần phải lo lắng về việc sạc pin. Tiếp đến là các tính năng công nghệ hiện đại mới ở hai mẫu sản phẩm mới này. Đáng chú ý nhất là Bluetooth LE Audio, cải thiện độ trễ và tiết kiệm năng lượng. Điều này cho phép bạn nghe nhạc liên tục mà không lo về việc ngắt quãng kết nối. Cùng với đó, tính năng AuraCast thay cho Stack Mode ở phiên bản cũ hứa hẹn là công nghệ cực kỳ hay ho. Dù phải đợi bản update để có thể trải nghiệm tối đa, nhưng tóm tắt lại thì giờ đây WeLand 2 và Emberton 3 đã có thể kết nối với các loa khác, không cần phải là cùng đời, cùng dòng, thậm chí không cần cùng hãng với nhau. Cả hai loa cũng có thêm tính năng micro thích hợp, giúp bạn dễ dàng nhận cuộc gọi mà không cần phải cầm điện thoại. Đây là một tiện ích hữu dụng khi bạn vừa nghe nhạc, vừa muốn xử lý công việc. Alo. Alo, anh đang đâu đây? Anh đang trong phòng họp tí em. Em có việc ở dưới nhà nhá, xuống gấp nhá. Ok, chờ anh 5 phút nhá. Ok. Kết luận, tóm lại, vậy là chúng ta đã khám phá cả hai mẫu loa WeLand 2 và Emberton 3. Cả hai đều mang đậm phong cách cổ điển của Marshall, kết hợp với những công nghệ hiện đại và hiệu năng mạnh mẽ. Tùy theo nhu cầu và phong cách của bạn, hai chiếc loa này sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những buổi nghe nhạc. Hiện nay, các mẫu sản phẩm đều đang có sẵn. Hãy nhanh tay liên hệ Techland để nghe thêm tư vấn, thông tin chi tiết hơn về sản phẩm và hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của các bạn như thế nào ở mục comment bên dưới. Và nếu thấy video này bổ ích, đừng ngần ngại like, đăng ký kênh cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.